Shop Chanda xin chào tất cả quý anh em nha. Nay giới thiệu cho anh em mấy cọng dây xăng của Đim Thái nè. Giá vẫn như cũ thôi, 80 ngàn một sợi. Dây này đời đầu cho nên nó có cái vỏ cao su nữa. Lọc là lọc màu hơi ngả vàng chút xíu nha anh em nha. Đúng chất luôn. Thì cái lọc này anh em càng xài nó càng đen lại, thì càng về sau nó càng đen thui luôn. Nó màu nâu quá nè. Thì bình thường á thì anh em chỉ thấy lọc xăng nó không có cái viền cao su, nó chỉ có lọc bên trong thôi. Còn đời này đời 9899 nó sẽ có cái lọc ở bên trong. Dây xăng thì là dây xăng chỉ đỏ nha anh em nha. Đó, giá 80 ngàn một sợi thì cái này anh em chúng ta sử dụng rim quay là anh em gắn được nha. Rim quay đời đầu nên anh em gắn được hết nè. Cúp 67 anh em gắn cũng được luôn. Thì đa số những cái xe mà xài lâu năm tới giờ là nó sẽ bị tình trạng là cái dây xăng này nó sẽ bị gãy nứt, nó bị xì xăng ra. Thì mình có thể mua cái này về. Cái này thì nó có đầy đủ các cái phe chốt rồi. Về nên anh em chỉ việc anh em tháo cái phe này anh em chốt vào nó là xong, nó không có phải làm gì hết nha. Đó, rất là đẹp. Cái này có lọc xăng, nó là nó sử dụng cái lọc mới cho nên là anh em chúng ta nhiều anh em xài cái lọc xăng cũ anh em lâu ngày có lọc xăng nó bị cặn, nó hết hết lọc được, xăng nó xuống rất là chậm. Thì cái này thì xăng nó xuống ok hơn, nó xuống đều cho anh em hơn và nó lọc sạch xăng hơn nha. Thì anh em là chúng ta cần thì anh em liên hệ mình. Nó dây xăng Thái này có 80 ngàn một sợi thôi, cả dây và kèm theo lọc luôn, rất là rẻ nha. Anh em nào mua liên hệ với Đạt nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều.